quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có một giây thư giãn thật tuyệt vời cùng chúng tôi, và đừng quên nhớ vào nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cùng nhận những tin tức mới nhất, thú vị nhất để cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với tin về tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Bồ Tóc Tiên chia sẻ khoảnh khắc xúc động trong đám cưới của con gái. Mẹ ruột không xuất hiện như khoảnh khắc bố Tóc Tiên ôm con gái như xoa dịu tất cả. Hậu đám cưới bí mật tại Đà Lạt, bố Tóc Tiên đăng hình ảnh âu yếm ôm con gái trong ngày tiễn giọng ca Có Ai Thương Em Như Anh. Trong ảnh, bố Tóc Tiên ôm con gái trong thời khắc thành hôn với Hoàng Tulliver tại nhà thờ Con Gà Đà Lạt. Bố Tóc Tiên xúc động khi đăng hình ảnh ôm chặt con gái trong lúc làm lễ ở nhà thờ Con Gà. Ông tình cảm viết: "Nhìn ánh mắt rạng ngời của con, trong mấy năm nay, ba biết con gái ba đang rất hạnh phúc." Qua hình, có thể thấy gương mặt Tóc Tiên vô cùng hạnh phúc khi nữ ca sĩ tìm thấy được một nửa cho bản thân mình. Giây phút này khiến người xem cảm thấy vui, ấm áp, nhưng cũng không kém phần xúc động. Ai cũng biết Tóc Tiên và mẹ mâu thuẫn nhiều năm, chưa thể nhìn mặt lại. Tuy nhiên, bố là người ủng hộ Tóc Tiên trong mọi quyết định của cuộc đời. Được biết trong hôn lễ tại nhà thờ Đà Lạt, bố Tóc Tiên đứng trước quan khách, nói rằng ông luôn yêu thương, ủng hộ mọi quyết định của con. Ngoài ra, ông chúc con gái, con rể sống hạnh phúc trong những ngày tháng tiếp theo. Ngày 20 tháng 2, ca sĩ Tóc Tiên và nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Tulliver chính thức tổ chức đám cưới sau 5 năm hẹn hò. Cặp đôi lựa chọn nhà thờ ở Đà Lạt để cử hành hôn lễ và một biệt thự nhà vườn xinh xắn để tổ chức tiệc cưới. Dòng chia sẻ của Tóc Tiên nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Ở phần bình luận, nhiều người gửi lời chúc mừng tới nữ ca sĩ. "Chúc mừng gia đình chú, mong Tóc Tiên hạnh phúc, hai cha con có khoảnh khắc đẹp quá," cư dân mạng bình luận. Trước đó ông đăng ảnh poster MV Ngày Tận Thế và chú thích: "Chúc mừng con gái sắp ra mắt MV mới." Tóc Tiên và mẹ mâu thuẫn nhiều năm, vẫn chưa thể nhìn mặt nhau. Ngày cưới của cô, bà không xuất hiện tham dự. Tuy nhiên, bố cô luôn là người ủng hộ trong mọi quyết định của cuộc đời của cô. Điều này phần nào xoa dịu nỗi đau từ nữ ca sĩ. Trong ngày trọng đại nhất cuộc đời mình, bố Tóc Tiên bay từ Mỹ về Việt Nam để tham dự. Mới đây, khi chính thức về chung một nhà với Hoàng Tulliver, Tóc Tiên cho ra mắt sản phẩm mang tên Ngày Tận Thế. Nhân dịp đang tụ họp tại ngôi biệt thự 10 tỷ tại Đà Lạt sau hôn lễ, vợ chồng Tóc Tiên và hội bạn thân có buổi lễ ăn mừng ra mắt MV cực hoành tráng. Hình ảnh Hoàng Tulliver chăm chú xem sản phẩm kết hợp của hai vợ chồng nhiệt tình vỗ tay và tán dương đúng chuẩn chồng người ta. Khoảnh khắc hào hứng của ông xã Tóc Tiên vô tình được hội bạn ghi lại và khiến dân mạng vô cùng thích thú vì quá đáng yêu. Khối tài sản khủng của Tóc Tiên và Hoàng Tulliver khi về chung nhà, biệt thự 10 tỷ tại Đà Lạt đồn hiệu xế sang không thiếu. Sau thời gian dài hẹn hò ngày 20 tháng 2, Tóc Tiên và Hoàng Tulliver đã chính thức về chung một nhà bằng lễ cưới bí mật tại Đà Lạt. Để đảm bảo ngày trọng đại được diễn ra riêng tư nhất, cặp đôi còn thắt chặt an ninh đến mức tối đa, chỉ mời khoảng 50 người bạn thân thiết đến tham dự. Cũng vì mọi thông tin đều được bảo mật kỹ càng đến phút chót, nên những hình ảnh hiếm hoi trong suốt hôn lễ luôn là tâm điểm chú ý của khán giả. Đặc biệt cũng sau lễ cưới, không ít người còn dành sự quan tâm lớn đến khối tài sản chung mà Tóc Tiên và Hoàng Tulliver cùng sở hữu. Nếu Hoàng Tulliver được biết đến là DJ, nhà sản xuất âm nhạc trẻ hàng đầu Việt Nam, được nhiều người săn đón thì Tóc Tiên cũng nắm trong tay khối tài sản không phải dạng vừa sau 15 năm hoạt động trong nghề nghiệp. Sau khi lễ cưới diễn ra, căn biệt thự tại Đà Lạt có trị giá lên đến 10 tỷ của Tóc Tiên và Hoàng Tulliver cũng vừa được hoàn thành. Được biết đây cũng là khối tài sản chung của cả hai khi chính thức nên duyên vợ chồng sẽ được dùng để kinh doanh homestay vào tháng 3 tới. Không chỉ sở hữu căn biệt thự tại Đà Lạt cùng với Tóc Tiên, Hoàng Tulliver còn có nhiều khối tài sản đắt đỏ khác và là một trong những đại gia ngầm của Vbiz. Theo một số nguồn tin cho biết, nam producer sinh ra trong một gia đình kinh doanh giàu có. Hiện tại, anh được nhiều khán giả biết đến qua vai trò DJ, nhà sản xuất âm nhạc tài ba, người đứng đầu của nhiều sự kiện âm nhạc cho giới trẻ. Tóc Tiên Hoàng Tulliver, 4 năm yêu nhau với những câu nói không ngôn tình nhưng đầy ấm áp và trân trọng, ngây ngất visual của cô dâu Tóc Tiên trong váy cưới tinh khôi, khoe vòng một nóng bỏng, đẹp rực rỡ như công chúa, khoảnh khắc hiếm có. Bình thường ngầu và chất là thế, nhưng ngày trọng đại với Tóc Tiên thì Hoàng Tulliver cũng trừng trừng nước mắt.
Theo đó, từ nhiều năm về trước, Hoàng Juliver đã là nhà sản xuất kiếm tiền thuộc hàng đáng nể. Anh được săn đón nhờ cách làm nhạc sáng tạo hấp dẫn. Đặc biệt sau chương trình The Remix 2015, tên tuổi Hoàng Juliver lên như diều gặp gió. Cũng vì thế mà giá trị những bản phối khí của anh ngày càng tăng và đã đạt được một con số không nhỏ ở hiện tại. Đến nay, anh đã tự tích lũy cho mình khối tài sản đáng mơ ước ở tuổi 33, bao gồm nhiều bất động sản, xe hơi sang trọng và những chiếc đồng hồ đắt giá. Trong khi đó, Tóc Tiên từ nhiều năm trước đã là một sao nhí thành công nổi tiếng tại Việt Nam. Năm 2019, cô bất ngờ đi du học Mỹ và đầu quân cho trung tâm ca nhạc hải ngoại Đình Đám, thường xuyên biểu diễn phục vụ kiều bào. Đến năm 2014, Tóc Tiên mới trở về Việt Nam và từng bước lấy lại hào quang. Sự nghiệp thăng hoa có thêm nhiều bản hit, đắt show đi diễn quảng cáo qua game show. Tóc Tiên được cho là có mức thu nhập không phải dặn vừa. Cũng chính nhờ điều đó nên các chuyến du lịch sang chảnh hay là việc sắm đồ hiệu, mua nhà, tàu xế hợp bạc tỷ luôn là chuyện dễ dàng với cô. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy video hay thì hãy like, share và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cùng nhận những tin mới nhất, hấp dẫn nhất để cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.